Xin chào, đây là chương trình Nhân văn Talk Show Chuyện ngành và tôi là Thảo Chi. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai ngành học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đó là ngành lưu trữ học và ngành quản trị văn phòng, với vị khách mời đặc biệt của chúng ta, tiến sĩ Nguyễn Thị Ly, giảng viên khoa lưu trữ học quản trị văn phòng. Xin chào quý vị khán giả, xin chào các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về hai ngành học rất là thú vị của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Như hồi nãy là có chia sẻ với cô Ly rồi, đó là ngành lưu trữ học và ngành quản trị văn phòng. Thì ngành lưu trữ học đó là một cái ngành mà cái tên có vẻ là hơi đặc biệt và cũng không quá phổ biến trong xã hội, nhưng mà thực tế thì cái ngành này lại rất phổ biến ở nhiều cái công ty, cơ quan và các doanh nghiệp. Còn ngành quản trị văn phòng thì là một cái tên nghe rất phổ biến. Nhưng mà để mà có thể mọi người hiểu thêm về cái ngành học này thì có thể là cũng chưa phải là ai cũng hiểu được ngành học này. Và đầu tiên là mình sẽ bàn về ngành lưu trữ học trước cô nhé. Dạ, về ngành lưu trữ học thì cô có thể chia sẻ thêm một vài cái thông tin về ngành học này cũng như là cái cơ hội việc làm cho một cử nhân ngành lưu trữ học ạ? Thảo Chi thân mến, kính thưa quý vị, trước khi Ly xin chia sẻ về cái nghi vấn của Thảo Chi thì Ly xin chia sẻ một cái tin rất là vui đối với những người đang làm việc trong ngành lưu trữ. Đó là sự kiện ngày 21 tháng 6 năm 2024, Quốc hội thông qua luật lưu trữ sửa đổi. Đây là một cái sự kiện đánh dấu cái sự đóng góp của những người làm công tác lưu trữ đối với xã hội và đặc biệt là đối với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam, và cũng là cái sự kiện đánh dấu được cái sự công nhận của xã hội đối với những cái đóng góp của những người làm lưu trữ. Ngược lại dòng lịch sử thì chúng ta thấy là khi có nhà nước, tức là có thông tin trong quản lý và có văn bản được hình thành, vậy thì cái đối tượng mà giúp cho triều đình, giúp cho nhà nước quản lý cái dữ liệu thông tin trong cái quá trình mà quản trị điều hành đất nước cũng như là lưu trữ để phục vụ những cái nhu cầu tra cứu, đó chính là lưu trữ. Lưu trữ thời kỳ phong kiến thì thuộc bộ lại, một trong 6 bộ đó là bộ lại sẽ quản lý. Và sau này khi mà các nhà nước của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng như là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời thì lưu trữ vẫn còn tồn tại và hiện hữu cùng với sự quản trị điều hành của lãnh đạo cơ quan tổ chức và lãnh đạo đất nước. Đây là một ngành có độ tĩnh rất là cao và nó có vị trí vai trò rất là quan trọng trong sự vận hành của một cơ quan tổ chức cũng như là một quốc gia. Chính vì thế mà 1996 là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành cái văn bản đầu tiên, đó là thông đạt số 01. Và theo đó thì năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ban hành một cái quyết định số 1229 công nhận ngành truyền thống của lưu trữ Việt Nam. Thì như vậy là nếu xét về vị trí, vai trò và sự ra đời của ngành lưu trữ thì đã, tức là khi có nhà nước là có bộ phận này với các tên gọi khác nhau qua từng thời kỳ lịch sử. Và hiện nay thì đối với công tác đào tạo trong lĩnh vực lưu trữ thì ở Việt Nam chúng ta đào tạo từ năm 1967, tức là tính đến nay là khoảng cỡ gần 60 năm rồi. Và khu vực miền Nam thì từ năm 1995, tức là khoảng gần 30 năm, 29 năm. Và như vậy thì với sự ra đời của cái ngành học này và sự đóng góp giá trị của ngành học đối với xã hội thì thấy rõ một điều, đó là ngành lưu trữ đã hiện hữu trong hoạt động của tất cả các cơ quan tổ chức, từ cơ quan trung ương đến cơ quan địa phương, từ trường học đến bệnh viện đến doanh nghiệp thì đều có bóng dáng và sự tạo giá trị của những người làm công tác lưu trữ. Thì đó chính là cái ý thứ nhất về nghi vấn của Thảo Chi muốn có hỏi và mình sẽ chia sẻ như vậy. Cái ý thứ hai đó là cơ hội nghề nghiệp. Cơ hội nghề nghiệp của những người học lưu trữ học. Thì như Ly đã chia sẻ đó, lưu trữ học thì có mặt ở tất cả các cơ quan tổ chức, nên là những bạn mà được học ở chương trình lưu trữ học bậc đại học cũng như là các bậc học khác đó, thì khi ra trường thì các bạn sẽ làm việc ở tất cả các cơ quan tổ chức, nhưng nói là ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực, mọi cấp, mọi cấp, nên là cái cơ hội rất là rộng mở. Và một cái minh chứng rất là rõ nha, cái này là khảo sát trực tiếp luôn, các bạn sinh viên tốt nghiệp của khoa
trong 10 năm trở lại đây yeah. thì tỷ lệ có việc làm của các bạn là trên 90% sau 3 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Và gần nhất là năm 2021, năm 2022 á, thì tỷ lệ tốt nghiệp là 97,6% và năm 22 là 100%. Đó, có nghĩa là tại sao ngành nghề này khi mà ra trường các bạn có việc làm nhiều như vậy? Vì xã hội cần. Và cái thứ hai là cái cơ sở đào tạo như trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, đặc biệt là khoa lưu trữ học quản trị văn phòng, đã đáp ứng được nhu cầu của xã hội và tạo ra được những giá trị cho xã hội, thì các bạn sinh viên, nguồn nhân lực của khoa cũng như là nguồn nhân lực của trường khi ra thì được xã hội tiếp nhận và đón nhận rất là nồng nhiệt, rất là rộn ràng. Đó là lý do tại sao mà đây là một cái ngành học mà hồi nãy Thảo Chi nói là xuất hiện ở rất nhiều, hầu như gọi là 100% những cái cơ quan tập đoàn doanh nghiệp nào cũng phải có một cái nhân sự để làm công tác này. Tuy nhiên là cái tên gọi của cái ngành học thì lại là ít phổ biến trong xã hội. Vậy thì qua cái phần chia sẻ vừa rồi của cô Ly thì chúng ta cũng có thể thấy được là đây là một cái ngành có nền tảng rất là lâu đời. Nếu mà chúng ta tính từ cái thời mà từ khi bắt đầu có nhà nước, bắt đầu có ngôn ngữ và bắt đầu có những cái hệ thống bộ máy quản trị và đã có những cái người để làm cái công tác về lưu trữ. Và những cái gì, những cái thông tin, những cái tài liệu và những cái tư liệu mà họ thu thập được nó sẽ có rất là những cái giá trị khác nhau trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Và đó là ngành lưu trữ học. Vậy thì cô Ly có thể chia sẻ thêm là một nhân sự học về lưu trữ thì chắc chắn là họ phải có những cái tố chất để mà làm nghề. Vậy cô có thể chia sẻ thêm mà những cái tố chất riêng và những cái tố chất chung nào mà một nhân sự có thể học ngành này và có thể làm ngành này được tốt mà khá là vui đối với sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói chung và sinh viên của ngành lưu trữ nói riêng, đó là khả năng thích ứng rất là nhanh đối với công việc ở các cơ quan tổ chức khi mà các bạn tốt nghiệp và các bạn ra làm việc ở các cơ quan. Và theo phản hồi của các nhà tuyển dụng qua các cuộc họp hàng năm thì đây là một cái thông tin mà những cái người làm công tác giáo dục như mình cảm thấy rất là vui về điều đó. Cái thứ hai nữa là riêng đối với sinh viên của ngành lưu trữ học thì ngoài những cái tố chất của sinh viên khoa học xã hội nhân văn nói chung thì mình thấy có ba cái tố chất mà nó là khá đặc thù của một người làm lưu trữ ở các cơ quan tổ chức. Cái thứ nhất đó là phải có cái tư duy và vận hành cái tư duy quản trị trong thông tin, trong dữ liệu của cơ quan. Bởi vì là cái công việc của các bạn khi làm ở các trung tâm lưu trữ như các cơ quan tổ chức là các bạn phải tham mưu được cái việc quản trị dữ liệu trong cơ quan tổ chức như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn phải nắm được nguyên tắc nghề nghiệp. Cái này đặc biệt đối với người làm lưu trữ. Bởi vì thông tin trong cơ quan có những cái thông tin là được phổ biến và có những thông tin là hạn chế và có những thông tin là mật. Cái giới hạn giữa mối quan hệ giao tiếp bình thường và cái giới hạn trong công việc là các bạn phải nắm được. Và đây chính là cái nguyên tắc nghề nghiệp của người làm lưu trữ. Cái nội dung thứ ba hay là cái phẩm chất thứ ba mà mình nghĩ là rất cần đối với người làm công tác lưu trữ, đó là tính cẩn trọng trong nghề nghiệp. Bởi vì tất cả những cái dữ liệu khi mà các bạn hoạch định về mặt thông tin trong cơ quan tổ chức cũng như là phân loại sắp xếp tài liệu trong kho đó, thực hiện các khâu nghiệp vụ trong công tác lưu trữ đó, thì các bạn thực hiện chính xác thì những khâu này nó liên quan đến khâu khác. Nên là làm được tốt cái khâu thứ nhất thì những cái khâu tiếp theo trong công tác lưu trữ, tức là 6 khâu nghiệp vụ, nó sẽ ngày càng tốt hơn. Thì đó, theo mình là ngoài những cái phẩm chất cơ bản thì các bạn cần phải có 3 cái phẩm chất đặc biệt của người làm công tác lưu trữ. Vậy thì đối với ngành học này thì các bạn có cái cơ hội được đi nước ngoài hay là được học tập để nâng cao thêm trình độ không cô? Nội dung này thì mình cũng chia sẻ một cái ý, đó là về cơ cấu tổ chức ở mạng lưới lưu trữ thế giới thì chúng ta có một cái tổ chức gọi là Hội đồng Lưu trữ Quốc tế. Hội đồng Lưu trữ Quốc tế được thành lập cách đây cũng khá là lâu rồi, 1948. Tiếp đến là khu vực ở cấp rộng hơn, đó là UNESCO, thì chúng ta có một cái chương trình gọi là chương trình ký ức thế giới. Và cái chương trình ký ức thế giới này thì bao phủ khắp thế giới và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ở Việt Nam chúng ta thì đã có 10 di sản tư liệu lọt vào cái chương trình ký ức thế giới. Trong đó có 3 chương trình, 3 cái tư liệu là di sản của thế giới và 7 cái tư liệu là di sản của châu Á Thái Bình Dương. Đó. Chúng ta lại có thêm một cái tổ chức nữa, đó là tổ chức lưu trữ của các nước nói tiếng Pháp. Đó. Thì như vậy là nhìn về tổ chức trên thế giới là chúng ta có khá nhiều tổ chức mà các bạn có thể tham gia đóng góp giá trị của mình ở cái vị trí là vượt ngoài cái phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. Cái thứ hai nữa là về học thuật,
về học thuật mà các bạn muốn vượt ngoài cái khả năng mà các bạn về tiếp thu cái dữ liệu thông tin cũng như là trí tuệ về ngành lưu trữ, vượt ra khỏi cái lãnh thổ của Việt Nam, đó là trên thế giới có rất nhiều các trường đại học, rất nhiều các quốc gia có công tác lưu trữ rất là phát triển. Ví dụ như là Mỹ, ví dụ như là Úc, ví dụ như Singapore, và gần đây, gần với Việt Nam, gần khu vực chúng ta là có Trung Quốc, có Hàn Quốc, có Nhật Bản. Thì tất cả các quốc gia này đều có các cơ sở đào tạo và có đào tạo về ngành lưu trữ bậc đại học và sau đại học. Thì đó là cơ hội mà các bạn có thể là học tập về ngành lưu trữ ở cái mức độ cao hơn mà muốn học ở gì? Ở nước ngoài. Còn ở đóng góp của các bạn có thể ở trong phạm vi trong nước ạ. Thì chúng ta có một cái tổ chức, đó là Hội Lưu trữ Việt Nam. Hội Lưu trữ Việt Nam. Chúng ta có một cái hội nữa là Hội Doanh nhân, Hội Doanh nhân làm công tác lưu trữ. Chúng ta có một cái tổ chức mà gọi là đứng đầu về công tác lưu trữ đó. Đó là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Và dưới mạng lưới Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, chúng ta có 5 trung tâm lưu trữ quốc gia và 63 trung tâm lưu trữ tỉnh thành. Như vậy Ly chỉ có kể là gì, những cái tổ chức, những cái cơ quan mà các bạn có thể là gì, các bạn có thể tạo giá trị, khẳng định vị thế của mình ở những cơ quan này cũng rất nhiều rồi. Thì như vậy, với một người mà được đào tạo về lưu trữ thì các bạn có thể làm ở rất nhiều cơ quan tổ chức khác nhau, các bạn có thể học để nâng cao trình độ, để có thể là phát triển nghề nghiệp của mình. Ví dụ các bạn làm chuyên môn, tức là chuyên viên ở các cơ quan tổ chức từ gì ở Việt Nam cũng như là các cơ quan tổ chức quốc tế. Các bạn có thể tham gia đóng góp giá trị như công việc của Ly. Đó là một năm các bạn có thể là gì, đóng góp giá trị cho cả trăm ngàn người thông qua các lớp mình đào tạo, không chỉ là bồi dưỡng mà còn gì dạy đại học sau đại học. Thì đó là cũng là một cách để các bạn có thể tạo giá trị. Vì chúng ta thấy một câu rất là gì, Ly rất là thích một cái câu mà có một cái nhà văn nổi tiếng nói, đó là nghề nghiệp không tạo nên giá trị, mà chính bản thân con người vận hành cái nghề nghiệp đó mới tạo nên giá trị của nghề nghiệp. Nên là mong các bạn đã làm việc trong các cơ quan lưu trữ, các bạn đang làm, và các bạn là học sinh mà lựa chọn nghề lưu trữ học vững tin, vì mình lựa chọn nghề nào, mình dụng tâm về nghề đó và mình sẽ đóng góp giá trị cho nghề. Thì đó chính là một cái nghề mà Ly nói đó là nghề ước mơ. Nghề ước mơ không chỉ của Ly mà những người đã và đang cống hiến cho ngành lưu trữ. Quá đầy đủ thông tin về ngành lưu trữ học. Và như các bạn cũng đã nghe những chia sẻ của cô Ly, thì thứ nhất là cái nhu cầu nhân lực xã hội là hoàn toàn là không gọi là không đủ để mà đáp ứng về những cái người nhân sự làm ngành này. Có thể nói là xã hội đang rất là thiếu, và rõ ràng là nếu mà các bạn theo được cái ngành học này thì gọi là cái cơ hội việc làm của các bạn thì nó sẽ gọi là đỡ áp lực hơn so với những ngành khác. Rồi cái thứ hai là các bạn có cơ hội được có thể nâng cao trình độ ở tất cả những cái quốc gia tiên tiến. Và cái thứ ba đó là các bạn được sự hướng dẫn rất là tận tình và sự hỗ trợ cũng như là chia sẻ từ các anh chị đi trước, từ các thầy cô đi trước. Và các bạn có thể đảm bảo là trường sẽ đào tạo cho các bạn có đầy đủ tất cả những cái kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để các bạn có thể làm tốt trong cái lĩnh vực này. Rồi, và nếu mà vậy thì cũng không còn chần chờ gì nữa để mà chúng ta có thể lựa chọn ngành lưu trữ học như là một cái ngành để mà có được một cái tương lai ổn định cho mình, cũng như là cái sự lựa chọn ban đầu của cô Ly đối với ngành học này, đúng không cô? Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua một cái ngành học thứ hai cũng gọi là rất được nhiều bạn trẻ quan tâm, đó là ngành quản trị văn phòng. Và theo thông tin của Thảo Chi được biết thì ngành quản trị văn phòng đó là một cái ngành mới được mở gần đây. Vậy thì cô Ly có thể chia sẻ thêm một vài lý do tại sao trước đây không có mở ngành quản trị văn phòng, nhưng mà tự nhiên đến năm 2020 thì mình lại thành lập cái ngành học này tại trường xã hội nhân văn và được đào tạo bởi khoa lưu trữ luôn ạ? Với ngành quản trị văn phòng thì đi sâu hơn một chút so với ngành lưu trữ. Khoa lưu trữ học quản trị văn phòng đã làm đề án và chính thức đào tạo ngành quản trị văn phòng từ năm 2020. Lý do để ra đời ngành quản trị văn phòng đó là với một bạn lưu trữ học ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng thì kiến thức về quản trị văn phòng chiếm khoảng 30%. Có nghĩa là các bạn học lưu trữ học quản trị văn phòng thì các bạn ra cũng làm được quản trị văn phòng. Nhưng nếu như chúng ta được đào tạo chuyên sâu hơn thì chúng ta có nhiều cơ hội hơn để chúng ta đóng góp giá trị của mình cho cơ quan tổ chức và có cơ hội để mình phát triển bản thân hơn. Một cái đặc điểm nữa đối với ngành quản trị văn phòng, tại sao ở Việt Nam chúng ta lại có quản trị văn phòng
mà ở các nước thì chúng ta thấy là học quản trị là chủ yếu thôi. Bởi vì cái góc của Việt Nam khi mà nhìn về quản trị văn phòng á, nó không chỉ là một cái bộ phận trong cái công tác quản trị cơ quan, mà ở một số quy mô, một số cơ quan tổ chức thì quản trị văn phòng nó còn là cơ quan tổ chức. Tức là cách thức vận hành của một cơ quan, ví dụ như là văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì đó không chỉ là một cái bộ phận tham mưu cho Ủy ban Nhân dân trong các lĩnh vực về văn phòng, mà còn là gì, cái bộ phận tham mưu về mọi lĩnh vực quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh trên địa bàn. Chính vì thế mà nhìn góc độ quản trị văn phòng, nó không chỉ là những công việc mang tính chất sự vụ, những công việc mà hỗ trợ người đứng đầu cơ quan tổ chức, mà còn nhìn ở góc độ hệ thống và góc độ khoa học. Chính vì thế mà cái ngành quản trị văn phòng đã được ra đời, và tương lai thì khoa cũng sẽ có dự kiến là sẽ xây dựng ngành quản trị văn phòng không chỉ ở bậc đại học mà còn ở bậc cao học. Vậy thì tố chất của một người làm công tác quản trị văn phòng thì theo cô Ly là cái tố chất gì, đó là cái tố chất đặc biệt? Thực ra thì với người khi được đào tạo ở bất cứ một cái ngành nghề nào đó thì đều có những cái tố chất chung, và mình cũng cảm thấy rất là vui đối với sinh viên của khoa học xã hội nhân văn, đó là cái khả năng thích ứng các bạn rất là nhanh. Nhưng mà riêng đối với các bạn mà được đào tạo ngành quản trị văn phòng, các bạn ra muốn được giá trị của mình được cơ quan tổ chức công nhận thì các bạn phải có một số những cái tố chất mà theo Ly nó rất là đặc biệt. Cái thứ nhất là các bạn phải rất linh hoạt. Ví dụ như ngành lưu trữ linh hoạt 7 thì quản trị văn phòng phải linh hoạt 10. Bởi vì là người làm văn phòng là người cùng một lúc phải giải quyết rất nhiều công việc, và cái mức độ xác suất và đòi hỏi sự chính xác nó sẽ rất là cao. Và cái ý thứ hai nữa là các bạn phải chịu được áp lực. Các bạn phải chịu được áp lực. Bởi vì sao Ly lại nói chịu áp lực? Bởi vì người làm văn phòng, và đặc biệt là người làm quản trị văn phòng, hàng ngày tiếp xúc với lãnh đạo thường xuyên, là người tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo về công tác văn phòng, là người hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo, kể cả cơ quan lẫn đơn vị và nhân viên, với những cái tính cách hoàn toàn khác nhau. Mình phải dung hòa được thì mình mới có thể làm việc được. Và cái thứ ba mà Ly cảm thấy rất là thích khi mà Ly đã có thời gian trải nghiệm trong công tác văn phòng cũng như là giảng dạy công việc này mười mấy năm, đó là phải thật sự rất là chu đáo. Bởi vì cái vị trí của người làm văn phòng nó liên quan trực tiếp đến hình ảnh của cơ quan, liên quan trực tiếp đến hình ảnh của lãnh đạo. Nên là từ những công việc như là lễ tân hay là tiếp khách, hay là công việc chúng ta sắp xếp tiệc chiêu đãi, thì chúng ta phải chu đáo đến từng mm, từng cái rất là nhỏ. Thì sự kiện, công việc và cái hoạt động của cơ quan tổ chức mới được vận hành một cách thông suốt và thành công. Thì đó cũng chính là giá trị, cái yếu tố mà tạo nên giá trị của người làm công tác quản trị văn phòng. Thực ra khi mà chúng ta chọn một cái ngành đó, thì các bạn cũng phải quan tâm nhiều đến cái việc là cái tố chất bản thân của mình nó có phù hợp với cái ngành đó hay không. Bởi vì nếu mà các bạn phù hợp thì rõ ràng các bạn sẽ phát huy được những cái gì sẵn có của các bạn, và các bạn sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái công việc thực tế của các bạn. Thì đó cũng là một cái điểm mà chúng ta cũng phải cần lưu tâm khi mà chúng ta chọn một cái ngành học. Đối với ngành quản trị văn phòng thì cái cơ hội việc làm đầu ra nó có giống với lại ngành lưu trữ không thưa cô, hay là đây là hai cái mảng lĩnh vực cơ hội việc làm hoàn toàn khác nhau? Thực ra có một cái điều thú vị và mối liên hệ giữa hai ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng, đó là gì? Ngành quản trị văn phòng là yếu tố đầu vào, và ngành lưu trữ là yếu tố cái giai đoạn cuối cùng của cái chu trình thông tin trong cơ quan tổ chức. Có nghĩa là thông tin khi đến cơ quan thì sẽ có bộ phận, đó là bộ phận văn phòng, tức là những bạn làm công tác văn phòng sẽ tiếp nhận, sẽ xử lý, và sau khi thông tin đã kết lại rồi thì sẽ là nhiệm vụ của người làm công tác lưu trữ. Nên là với những cái bạn mà được học ngành quản trị văn phòng cũng giống như là các bạn học ở lưu trữ, thì cơ quan nào cũng cần, với mọi cấp độ, mọi quy mô và mọi lĩnh vực, thì cơ hội mở rộng hay là cái cơ hội việc làm cho các bạn học về ngành quản trị văn phòng cũng rất là lớn và cũng rất là rộng mở ở trong mọi cơ quan tổ chức. Dạ rồi, thì đối với cái cơ hội việc làm có nghĩa là nó vừa có những cái sự tương đồng và đồng thời nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt. Nếu như mà lưu trữ thì nó cũng sẽ đi sâu nhiều vào cái việc là các bạn sẽ phải cẩn thận tỉ mỉ trong cái việc lưu trữ về thông tin, rồi xử lý như thế nào, khai thác nó ra sao. Nói chung là bảo quản và xử lý tất cả những cái câu chuyện liên quan đến lại thông tin và dữ liệu. Thì một cái người làm công tác văn phòng, quản trị văn phòng thì lại phải có một cái sự bao quát hơn. Nghĩa là mình nhìn ra cái tổng thể, rồi mình cũng phải biết cách sắp đặt, cách lập kế hoạch và cách bố trí tất cả mọi thứ để sao cho cái quy trình văn phòng của mình nó vận hành được hiệu quả.
Vậy thì rõ ràng là không phải là các bạn, có rất là nhiều bạn hỏi Chi cũng như là hỏi các thầy cô khi mà trong những cái đợt đi tư vấn tuyển sinh đó là em nên chọn cái nào để mà em có thể em có cơ hội thăng tiến nè, rồi em có được cái cuộc sống ổn định, tương lai ổn định vân vân. Thì rõ ràng thật ra là mỗi một cái ngành nó đều có một cái vị trí đã được đặt để trong xã hội rồi. Thì quan trọng là bây giờ các bạn tìm hiểu kỹ thông tin, các bạn thấy bản thân mình hợp với cái ngành nào và các bạn thấy là cái hướng đi đó nó sẽ tạo ra những cái cơ hội gì cho các bạn. Với cái tố chất các bạn sẵn có thì các bạn lựa chọn thôi. Chứ thầy cô thì chỉ có tư vấn cho các bạn chứ cũng không thể lựa chọn được cho các bạn là đi cái nào là đúng, đi cái nào là sai. Đúng không cô? Đúng, dạ. Chính xác là như vậy đó. Dạ. Vậy thì bây giờ Chi nhờ cô Ly là chia sẻ thêm một chút xíu tổng quan về chương trình đào tạo của hai ngành này để các bạn tạm thời các bạn hình dung được là các bạn sẽ học cái gì ở trong 4 năm của các bạn. Rồi, cảm ơn Chi. Chương trình đào tạo của ngành lưu trữ học và ngành quản trị văn phòng đều có cái đặc điểm chung, đó là các bạn học 120 tín chỉ. 120 tín chỉ. 120 tín chỉ, và khối kiến thức nó được phân bổ ở các nhóm. Ví dụ như là nhóm đại cương, nhóm cơ sở ngành, nhóm chuyên ngành, chuyên sâu, nhóm kiến thức bổ trợ và thực tập thực tế, với cái tỷ lệ nó là tương đương như nhau. Với những bạn học ngành lưu trữ học thì các bạn sẽ được học kiến thức chuyên sâu về văn bản, về quản lý văn bản, về các hoạt động nghiệp vụ trong công tác lưu trữ khoảng 40%. Ngoài ra thì 60% còn lại là thuộc 4 nhóm. Với ngành quản trị văn phòng thì cũng ngược lại như vậy, các bạn học được những cái tri thức về quản trị, về tham mưu, về quản trị rủi ro, về hoạch định, về tổ chức các hoạt động trong công tác văn phòng như là quản trị cơ sở vật chất, rồi tổ chức chuyến đi công tác, lễ tân, xử lý thông tin, hội họp vân vân, khoảng cũng cỡ 40%. Và những 60% còn lại là thuộc bốn khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và kiến thức bổ trợ và thực tập thực tế. Thì có một cái điều thú vị nữa đối với hai ngành học này, đó chính là đây là hai ngành khoa học nghề nghiệp. Có nghĩa là ngoài cái việc mà các bạn nắm được tri thức về ngành nghề, khi ra trường là các bạn phải vận hành được ngay công việc của mình. Tức là trong quá trình học tập các bạn sẽ biết được kỹ năng, tức là về nguyên tắc, về quy trình, về nguyên lý, về quy luật vận hành các hoạt động nghiệp vụ trong công tác văn phòng. Thì đó chính là một số cái chia sẻ thêm về chương trình đào tạo. Có một cái câu hỏi nó khá là dễ thương như thế này nè cô Ly. Em học quản trị văn phòng ra em có được làm sếp không? Thì thường á là cái suy nghĩ của các bạn thì cũng khá non nớt, mình cũng hiểu là để mà có thể trở thành một lãnh đạo nó cần nhiều yếu tố, nhưng mà học những cái ngành về quản trị á, tức là cái gì cũng phải biết hết trơn á, từ lập kế hoạch, sắp xếp, phân bổ, phân công vân vân, học cái ngành này ra là em có được làm sếp hay không? Thảo Chi lấy cái câu hỏi này có nghĩa là để mong muốn là cô chia sẻ thêm cho các bạn là học một cái ngành mà có cái kiến thức tổng hợp như vậy thì nó đòi hỏi các bạn sẽ phải trau dồi cái gì á, đặc biệt là về kỹ năng. Thực ra thì đây là một cái câu hỏi và là một cái ước muốn rất là bình thường của tất cả các bạn học sinh cũng như là người đi làm. Bởi vì khi mà mình được làm sếp có nghĩa là mình được công nhận, được cơ quan tổ chức, được xã hội công nhận về mặt năng lực cũng như là cái sự đóng góp giá trị của mình cho cơ quan tổ chức. Thì Nghi Ly lại nhớ đến được một cái công thức của người thầy đã chia sẻ cho Ly là công thức của người thành công. Thì công thức người thành công nó có khoảng 20% là năng lực chuyên môn, 40% là về mặt nhân cách, tức là người đó làm người như thế nào, và 40% còn lại là các mối quan hệ xã hội cũng như là quan hệ trong cơ quan, tức là quan hệ không phải là rộng mà quan hệ chất lượng, mối quan hệ chất lượng, nâng cấp các mối quan hệ. Thì như vậy là một người thành công trong lĩnh vực quản trị văn phòng, ngoài các bạn vận dụng cái công thức như thế thì chúng ta cũng nhớ thêm một cái ý nữa, đó là phải có tâm, có tài và có lực. Tâm có nghĩa là dụng tâm, tâm huyết của mình trong công việc. Chúng ta có tài ở của người quản trị văn phòng, đó là tài bao quát, tài xử lý tất cả các mối quan hệ trong công tác văn phòng của cơ quan tổ chức. Và cái lực ở đây không chỉ là sức khỏe mà là sức bền của mình trong công việc. Thì với người làm quản trị văn phòng như mình đã chia sẻ lúc đầu đó, đó là phải chịu được áp lực. Và chính cái việc chịu được áp lực với việc mà mình tiếp xúc với nhiều nhân cách khác nhau trong một cơ quan tổ chức thì đó chính là cái cơ hội để mình thăng tiến. Bởi vì không có áp lực thì không tạo ra kim cương. Thì đó chính là cái chia sẻ của Ly về cái công thức thành công của người làm công tác văn phòng cũng như là tất cả các ngành nghề. Thật ra là câu hỏi đó cũng không có phải gọi là ngây ngô lắm hay là sai đâu. Bởi vì theo quan điểm của Chi á,
là những cái tố chất như hồi nãy cô Ly chia sẻ về cái việc là một cái người học và làm tốt được cái công việc về quản trị văn phòng là phải sự bao quát, linh hoạt, tinh tế, chu đáo, biết cách sắp xếp, biết lập kế hoạch vân vân. Thì vô hình chung những cái tố chất đó lại là những cái tố chất rất quan trọng của một người làm lãnh đạo. Đúng. Dạ, vậy thì rõ ràng là nếu như bạn phù hợp và bạn có những cái tố chất đó và bạn học cái công việc này, học và làm cái công việc này thì rõ ràng là nó sẽ là những cái điểm cộng rất là mạnh và những cái lợi thế rất là mạnh nếu như mà bạn suy nghĩ đến một con đường xa hơn là bạn sẽ được thăng tiến trong công việc. Nó có nghĩa là cái ý bắt đầu thì có thể là nó đơn giản, nó ngây ngô, nhưng mà rõ ràng là khi mà mình phân tích sâu hơn thì mình thấy là nó cũng có một cái đúng. Đó lý do tại sao mà những bạn học về ngành quản trị, những cái ngành mà có cái chữ quản trị á, các bạn hay hỏi là em học cái này ra em làm sếp được không? Tại cái gì em cũng biết, em chỉ thiếu kinh nghiệm thôi, đúng không cô? Và thêm một cái ý nữa liên quan đến cái ngành quản trị văn phòng, đó là cái việc mà chúng ta đi thực tập. Các bạn cũng đặt một cái vấn đề là em muốn làm tốt về công việc quản trị văn phòng, em cũng phải có kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ em đang học, em chưa có kinh nghiệm gì hết. Em có thể thực tập ở đâu để lấy kinh nghiệm, hoặc là trong quá trình học á, em sẽ phải tham gia cái gì hoặc làm cái gì để em tự tích lũy thêm cái kinh nghiệm cho mình. Dạ, cô có thể chia sẻ thêm ạ. Thì nói tiếp nối cái ý câu trước của Thảo Chi đó, tức là thành công về công tác văn phòng thì các bạn phải rõ là mình muốn gì, mình muốn là ai. Mình muốn là ai tức là phải rõ hình. Cái thứ hai là các bạn sẽ phải gì, phải rèn luyện. Ví dụ như là bạn muốn là người thành công, là người sếp, sếp về văn phòng hay sếp cơ quan, thì bạn phải biết là sếp về văn phòng, người sếp của cơ quan cần có những tố chất nào. Thì các bạn sẽ phải rèn luyện những cái tố chất đó. Những tố chất đó thì các bạn mới có, khi có cơ hội thì các bạn mới gì, mới có khả năng để đóng góp về giá trị của mình cho cơ quan tổ chức, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là về cái cơ hội thực tập thực tế đó. Cơ hội thực tập thực tế thì mình thấy rất rõ một điều, đó là như Ly nói là ngành quản trị văn phòng đó là ngành không chỉ là khoa học mà còn là ngành mang tính chất nghề nghiệp. Nên là trong cái quá trình vận hành cái chương trình đào tạo, cũng như là trước đó nữa là có quá trình hoạch định và xây dựng cái chương trình đào tạo, thì quý thầy cô trong khoa, đặc biệt là lãnh đạo khoa rất là quan tâm đến vấn đề này và đã dành một cái thời lượng rất lớn cho những cái môn học mang tính chất là kỹ năng liên quan đến công tác văn phòng. Và trong cái phần giảng dạy của giảng viên là có cái phần là mô phỏng thực hành, thực tập thực tế. Có nghĩa là các bạn để hoàn thành một cái chương trình, một cái chuyên đề nào đó, thì các bạn phải đi thực tế ở các cơ quan tổ chức, và các bạn sẽ thu nhận được những kiến thức thực tế đó vào trong các bài tập ở các môn học trong cái chương trình đào tạo. Cái thứ hai nữa là cái nội dung thực tập thực tế. Thì trong cái quá trình thực tập thực tế thì khoa cũng như là ngành rất là quan tâm đến cái việc các bạn ra với xã hội như thế nào. Thì trong chương trình là chúng ta có hai đợt thực tập thực tế, đợt thứ nhất và đợt thứ hai. Và trong hai đợt đó thì mỗi một đợt là kéo dài khoảng 2 tháng để các bạn có thể là gì, nhúng mình vào trong xã hội, nhúng mình vào trong cơ quan tổ chức để biết là mình là ai, mình muốn gì, và mình muốn được như là gì, cô Thảo Chi muốn được như cô Ly, thì các bạn phải gì, phải rèn luyện những cái tố chất nào. Đấy, những cái tố chất nào để các bạn có thể thành được cái người mà bạn muốn trong tương lai. Thì đó cái là cái phần chia sẻ. Nếu mà mình muốn thì mình sẽ tìm cách. Đúng. Còn nếu mình không muốn mình sẽ tìm lý do. Đúng, đúng không cô? Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái khoảng thời gian khá là nhiều để mà chia sẻ về hai ngành học. Thì các bạn cũng thấy là những cái thông tin mà cô Ly chia sẻ với lại tất cả chúng ta hoàn toàn là những cái thông tin thực tế. Và đây là những cái điều mà thầy cô và những người đi trước cũng như là trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn mong muốn gửi đến cho tất cả mọi người là những thông tin chính xác và thật nhất, để chúng ta có thêm những cái tư liệu, những cái thông tin nó chính xác thì chúng ta mới lựa chọn một cái ngành học nó phù hợp với mình được. Và bây giờ để mà tóm gọn lại hai cái ngành học thì chúng ta có thể cùng chơi một cái trò chơi mini game nhỏ nhỏ từ cô Ly, và các bạn cũng có thể dùng nó để mà làm checklist lại cho mình những cái thông tin quan trọng đối với hai ngành học, đó là ngành lưu trữ học và ngành quản trị văn phòng nhé. Rồi, bây giờ thì Thảo Chi sẽ cung cấp cho cô Ly hai cái dụng cụ để cô Ly có thể cùng tham gia trò chơi này ha. Chúng ta sẽ có hai dụng cụ, một bên là màu xanh tượng trưng cho câu trả lời đúng, nghĩa là câu trả lời yes, và màu đỏ là câu trả lời no, nghĩa là không chính xác ha. Rồi, và Thảo Chi sẽ đọc câu hỏi và cô Ly sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Rồi, xin gửi cô Ly. Rồi, câu hỏi đầu tiên trong cái phần hỏi nhanh đáp gọn ngày hôm nay sẽ là một câu như thế này.
cơ hội việc làm của ngành lưu trữ học chỉ gói gọn trong lĩnh vực công lập và nhà nước, đúng hay sai? Sai. Sai nha các bạn, cơ hội rất là rộng mở nha. Rồi câu thứ hai, ngành lưu trữ học ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống hiện nay, đúng hay sai ạ? Chính xác, chỗ nào cũng có lưu trữ học hết nha các bạn. Rồi câu thứ ba, sinh viên lưu trữ học chỉ được thực tập tại các đơn vị về lưu trữ uy tín hàng đầu, đúng hay sai? Sai. Vậy thì cơ hội thực tập của sinh viên lưu trữ học thì nó lại rộng hơn, chứ nó không chỉ ở những cái đơn vị lưu trữ uy tín hàng đầu đâu nha các bạn. Cảm ơn cô. Rồi câu hỏi tiếp theo, sinh viên ngành quản trị văn phòng có cơ hội được làm sếp hay không ạ? Dạ có, câu trả lời là có. Ở đây xin nhấn mạnh cái chữ cơ hội, và cơ hội chỉ dành cho những người biết nắm bắt thôi nha các bạn ha. Rồi câu cuối cùng, sinh viên cả hai ngành luôn có cơ hội được nâng cao trình độ trong và ngoài nước, đúng hay sai ạ? Chính xác các bạn nha. Rồi cái mạng lưới, cái hệ thống đào tạo của chúng ta rất là lớn, và các bạn có cơ hội được nâng cao trình độ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Rồi cảm ơn cô Ly rất là nhiều. Và như vậy thì chúng ta đã có một cái khoảng thời lượng để mà có thể cùng nhau chia sẻ về hai cái ngành học, đó là ngành lưu trữ học và ngành quản trị văn phòng. Rất là tiếc là bởi vì trong cái số phát sóng này chúng ta cũng không có thêm nhiều cái thời lượng để mà chia sẻ thêm. Nhưng mà các bạn đừng có lo, nếu mà các bạn quan tâm đến hai ngành học này thì các bạn có thể gửi bất kỳ một thắc mắc gì về cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chúng tôi luôn ở đây, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ người học, tổng đài 1900 3033, hoặc là bất kỳ một cái kênh thông tin nào của trường các bạn cũng có thể tiếp cận và đặt câu hỏi cho các thầy cô các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.